Xin chào các bạn đã quay trở lại với video phần 2 về cung đường hầm cơm thì nhé. Hy vọng khi xem xong video này các bạn sẽ trải nghiệm được sự tuyệt đẹp của thực tế.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, xin vui lòng subscribe kênh, chia sẻ và bình luận dưới video. Xin chân thành.